Nestlé là một trong những thương hiệu hùng mạnh nhất trên thế giới. Với lịch sử hơn 200 năm hình thành và phát triển, thương hiệu này đã khẳng định được tên tuổi cũng như tầm ảnh hưởng của mình đối với thị trường thực phẩm dinh dưỡng, đặc biệt là sữa. Tuy nhiên, trong tiến trình lịch sử đầy huy hoàng đó, Nestlé cũng không tránh khỏi những vết nhơ phát sinh, nhưng cũng có thể xem đó là động lực giúp cho Nestlé ngày càng hoàn thiện hơn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử Nestlé, 200 năm huy hoàng của đế chế thực phẩm dinh dưỡng lớn nhất thế giới. Câu chuyện khởi nghiệp của anh chàng dược sĩ. Câu chuyện về Nestlé được bắt đầu từ cuối những năm 1800 tại Thụy Sĩ, gắn liền với cái tên Henri Nestlé. Ông tên thật là Heinrich Nestlé, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1814, là con thứ 11 trong một gia đình tư sản tại Frankfurt, Solingen, thành phố Frankfurt của nước Đức. Khi Henri Nestlé được sinh ra, 5 trong số các anh chị của ông qua đời vì những căn bệnh truyền nhiễm như bạch hầu, ban đỏ, sởi và ho gà. Từ nhỏ, Henry học tại Frankfurt. Vào năm 1833, ông hoàn tất chương trình thực tập dược sĩ và sau đó gia đình di cư đến Thụy Sĩ. Cha Henry mất vào năm 1838 và một năm sau đó, mẹ ông cũng qua đời. Điều này đã gây ra sự xáo trộn trong gia đình. Năm 1839, ông dự thi được cấp bằng dược tá tại Lausanne, Thụy Sĩ và hành nghề tại đây. Cũng vào thời gian này, ông đổi tên thành Henri Nestlé để thích nghi hơn với môi trường mới. Chủ của Henri Nestlé, dược sĩ Marc Nicolier, cho ông cơ hội làm quen với dược sĩ nổi tiếng người Đức Jotus von Liebig. Nhờ Liebig mà Nestlé đã học hỏi được các phương pháp thí nghiệm hóa học hiện đại, cũng như dần được giới chuyên môn tại đây chấp nhận. Vào năm 1843, Marc Nicolier môi giới cho Henri Nestlé mua một cơ sở kinh doanh ở Vevey, mang tên là Andovenas. Từ đây, cuộc phiêu lưu vào lĩnh vực kinh doanh của Nestlé được bắt đầu. Ông tập trung vào sản xuất thực phẩm, rượu, nước khoáng, nước giải khát. Vào những năm 1850, ông quyết định chuyển hướng kinh doanh sang sản xuất khí lỏng dành để thắp sáng. Ở tuổi 46, khi điều kiện kinh tế đã ổn định, ông kết hôn với Clementine Emond, con gái của một bác sĩ tại Frankfurt. Cuộc hôn nhân này giúp ông củng cố địa vị xã hội tại đây và trở thành giai cấp quý tộc. Cũng trong thời gian này, ông đã được chính thức công nhận là dược sĩ. Khởi đầu đế chế với sản phẩm sữa cho trẻ sơ sinh. Bước đột phá của ông Nestlé trong lĩnh vực bột ngũ cốc cho trẻ sơ sinh diễn ra không hề dễ dàng. Chỉ quá trình nghiên cứu và phát triển ý tưởng cho sản phẩm đã kéo dài trong nhiều năm từ những năm 1860. Thời gian này, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh tại châu Âu rất cao, từ 15 đến 20% trẻ chết dưới 1 tuổi. Nguyên nhân chính là do thiếu nguồn thực phẩm phù hợp, nhiều trẻ sơ sinh do không được bú sữa mẹ đầy đủ. Vấn đề đặt ra là phải có một sản phẩm thay thế sữa mẹ nhằm duy trì sự sống và nguồn dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh. Sản phẩm đầu tiên của Nestlé là một loại sữa đặc gồm sữa cô đặc và đường. Tuy nhiên, sau đó ông nhận ra sản phẩm này không thích hợp dùng hàng ngày do thành phần không đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ sơ sinh. Ông lại tiếp tục nghiên cứu sản xuất ra một sản phẩm chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, sản xuất theo kiến thức khoa học và dinh dưỡng hiện đại nhất thời bấy giờ. Trong suốt quá trình nghiên cứu, Nestlé hợp tác với người bạn là Jean Balthasar Snessler, một nhà khoa học có đầu óc kinh doanh rất thực tế. Vào tháng 2 năm 1867, con trai của Snessler đã được ra đời và đã được thử dùng sản phẩm bột ngũ cốc như một thức ăn dặm. Thử nghiệm này đã thành công. Cũng vào năm 1867, Nestlé tình cờ biết được một đứa bé sinh non trước một tháng và không thể bú được sữa mẹ. Sau 2 tuần liên tiếp ói mửa, đứa bé rất yếu ớt và sắp chết. Ông đã mang đứa bé về và cho bú thử bột ngũ cốc pha sẵn của mình. Thật kỳ diệu, đứa bé hồi phục rất nhanh sau vài ngày. Tin vui này đã lan truyền rất nhanh và các bà mẹ đều tìm đến sản phẩm bột ngũ cốc kỳ diệu của Nestlé. Phát minh của Nestlé tuy không phải là khám phá mới, nhưng đó lại là sự kết hợp chính xác những chất dinh dưỡng được biết đến lâu nay tốt cho trẻ con. Thành phần chủ yếu của sản phẩm bao gồm sữa chất lượng cao, bánh mì và đường, và chất tinh bột trong bột mì phải được nghiền nát để trẻ có thể tiêu hóa được. Ông cũng hiểu rằng sản phẩm thay thế sữa mẹ phải được pha chế dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi cho cả người mẹ, giá cả phải được người tiêu dùng chấp nhận. Với thành công ngoài sự mong đợi này, cuối 1867, Henri Nestlé bắt tay vào việc mua máy móc, tổ chức nhà xưởng sản xuất hàng loạt sản phẩm Farine Latte Nestlé. Khẳng định thương hiệu Nestlé. Sau nhiều tháng nghiên cứu, sản phẩm Farine Latte Nestlé đã được sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, vấn đề kế tiếp là kinh doanh sản phẩm. Từ hệ thống phân phối nội địa ban đầu, ông Henri Nestlé đã phát triển thành hệ thống phân phối đi các nước thông qua các đại lý và nhà phân phối. Sản phẩm Farine Latte Nestlé đầu tiên được tung ra tại Thụy Sĩ, sau đó nhanh chóng được xuất khẩu sang các nước châu Âu khác như Đức, Pháp, Anh, Hà Lan và Hoa Kỳ, Mỹ, Ý, Nga và các châu lục khác. Nestlé cũng sớm hiểu ra được sức mạnh của việc tạo dựng thương hiệu.
ông đã dùng họ của mình Nestle trong tiếng Đức nghĩa là tổ chim nhỏ làm thương hiệu cho sản phẩm. Ông đã dùng bao bì sản phẩm để quảng bá triết lý và chất lượng sản phẩm. Trải qua 140 năm, đến nay hình ảnh tổ chim vẫn tiếp tục được dùng làm biểu tượng của tập đoàn Nestle. Không dừng lại ở một sản phẩm mới, Nestle đã quyết định đầu tư sản xuất trên quy mô lớn và xây dựng hệ thống tiếp thị sản phẩm. Việc này đòi hỏi nhiều máy móc, vốn, nguyên vật liệu và nhân công. Để thành lập công ty, ông đã thế chấp nhà cửa để vay vốn. Nestle đã tìm người hợp tác phụ trách phần quản lý hành chính và kinh doanh để cho bản thân có thể tập trung vào lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất của công ty. Ngoài ra, vợ ông, bà Clementine Nestle, cũng đóng góp phần lớn vào việc kinh doanh của công ty. Trong vòng 8 năm từ 1867 đến 1875, sản phẩm bột ngũ cốc của Nestle đã bán được trên 1 triệu hộp tại 18 nước trên 5 châu lục, nhiều nhất là tại Đức, Thụy Sĩ, Pháp, Nga, Áo. Thành công của sản phẩm làm xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh, nhất là tại Thụy Sĩ. Về mặt y học, sản phẩm bột ngũ cốc của Nestle đã được hầu hết các bác sĩ nhi khoa thời bấy giờ xem là sản phẩm có thể thay thế sữa mẹ tốt nhất. Khi công việc kinh doanh của Nestle bắt đầu ổn định, ông dùng vốn đầu tư thêm vào nhà xưởng. Doanh số bán hàng tăng vọt nhờ việc mở rộng thị trường tại Mexico, Argentina, Scandinavia và Indonesia. Cái tên Nestle xuất hiện trong rất nhiều những quảng cáo và bao bì bột ngũ cốc. Vào cuối năm 1874, Nestle đã vạch kế hoạch giảm một phần công việc hoặc có thể bán hết toàn bộ công ty. Sau đó, ông đã quyết định bán công ty với giá 1 triệu franc cho một người bạn. Cùng với việc bán công ty, Henry Nestle đã ký kết nhượng lại thương hiệu Farin Latte Nestle và chữ ký Henry Nestle cho người chủ sở hữu mới. Đây là một quyết định khá khó hiểu trong thời điểm mọi việc đang vô cùng thuận lợi. Ngay sau khi chuyển nhượng, thì công ty Nestle đã được thành lập gồm 3 cổ đông chính. Và các ông chủ mới này đã nghĩ ngay đến việc là phải mở rộng quy mô sản xuất của công ty và việc trước mắt là phải cạnh tranh với công ty đối thủ Anheuser-Busch Condensmilk bằng việc sản xuất sữa đặc có đường. Các bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nhé các bạn. Những sản phẩm thành công xuyên thế kỷ. Ngay từ đầu, Nestle đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Công ty này mở nhà máy đầu tiên ở Mỹ vào năm 1900. Sự bùng nổ của Thế chiến I đã đưa đến cho Nestle những hợp đồng béo bở về sữa đặc và sô-cô-la cho chính phủ. Đến cuối thời kỳ chiến tranh, Nestle đã có 40 nhà máy trên toàn cầu. Từ khi công ty của ông Henry bắt đầu nổi tiếng, nhiều doanh nghiệp khác cũng bắt đầu quan tâm và Monman lại gần thị trường thực phẩm từ sữa. Trong đó, đối thủ mạnh nhất phải kể đến là Anheuser-Busch Condensed Milk Company, công ty chuyên sản xuất sữa đặc được thành lập bởi 3 anh em người Mỹ đến từ thành phố Cham của Thụy Sĩ. Sau hơn 2 thập niên cạnh tranh khốc liệt, công ty Nestle và Anheuser-Busch Condensed Milk đã sáp nhập thành công vào năm 1905. Đây được xem là nền tảng phát triển của một tập đoàn đa quốc gia chuyên về thực phẩm bổ sung sức khỏe, nước đóng chai, bánh kẹo và thức ăn cho vật nuôi. Năm 1921, rớt giá và mức cổ phần cao dẫn đến sự thua lỗ tài chính đầu tiên và cũng là duy nhất cho Nestle and Anheuser-Busch. Năm 1929, công ty mua lại hãng sô-cô-la lớn nhất của Thụy Sĩ, Peter Keller Kohler. Từ đó, sô-cô-la trở thành một phần không thể thiếu trong ngành kinh doanh của Nestle and Anheuser-Busch. Đến năm 1934, thức uống lúa mạch hương sô-cô-la mang tên Milo được giới thiệu tại Úc và sau đó được xuất khẩu sang các thị trường khác nhau. Sản phẩm này là một trong những thành công vang dội của hãng cho đến tận ngày nay. Sau đó, công ty tiếp tục phát triển thực phẩm cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. Trong giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến, hãng đã ra mắt Pelagron, một loại sữa bột hoàn toàn cho trẻ em, làm giàu các vi khuẩn có lợi để cải thiện khả năng tiêu hóa cho trẻ. Năm 1936, một thị trường sô-cô-la cạnh tranh tại Thụy Sĩ khuyến khích hãng cải tiến bằng việc giới thiệu sô-cô-la trắng Galat và sô-cô-la vị mật ong Rayon. Vitamin là điểm thu hút rất quan trọng đối với những sản phẩm tốt cho sức khỏe vào năm 1930 và Nestle đã ra mắt sản phẩm bổ sung vitamin Nestrovit vào năm 1936. Năm 1938, nhà máy của Nestle ở Brazil đã đưa ra sáng chế về Nescafe, sản phẩm cà phê hòa tan thương mại đầu tiên với thông điệp bột chiết xuất từ cà phê nguyên chất mà vẫn giữ hương vị tự nhiên nhưng có thể pha đơn giản bằng cách đổ nước nóng vào. Sản phẩm là phát minh của Max Morgenthaler, người đã làm việc cho công ty từ năm 1929. Sản phẩm sáng tạo này đã giúp đưa thương hiệu Nestle lên một tầm cao mới. Lần lượt thâu tóm đối thủ. Nestle tăng trưởng khá nhanh sau Thế chiến II. Trong những năm 1970, ban lãnh đạo Nestle dự đoán tương lai phát triển chậm chạp của ngành công nghiệp thực phẩm. Do đó, công ty này đã mở rộng thêm lĩnh vực mỹ phẩm và dược phẩm. Nestle mua lại cổ phần của L'Oreal,
công ty mỹ phẩm số 1 thế giới, và Elcon Laboratories, công ty hàng đầu về sản phẩm chăm sóc mắt. Năm 1947, công ty này sáp nhập với Maki, nhà sản xuất thương hiệu gia vị Fonder nổi tiếng. Tiếp theo là mua lại Cross & Blackwell, công ty chế biến thực phẩm đóng hộp của Anh Quốc vào năm 1960, Finders, công ty thực phẩm đông lạnh năm 1963, công ty nước ép trái cây Lippy năm 1971 và công ty thực phẩm đông lạnh Stouffer năm 1973. Năm 1984, ông Helmut Mosher, giám đốc điều hành Nestle, đã ký kết một hợp đồng trị giá 3 tỷ đô để mua lại công ty thực phẩm Carnation ở Los Angeles. Vào thời điểm đó, đây là thương vụ M&A lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ. Được thành lập từ năm 1899, Carnation chuyên bán các sản phẩm sữa đặc, sau đó mở rộng sang lĩnh vực thức ăn dành cho mèo, Friskies. Năm 1988, Nestle chi 5,5 tỷ đô mua lại người khổng lồ mì ống Buitoni và nhà sản xuất sô-cô-la Anh, Rowtree. Năm 1992, cả khổng lồ này cũng thâu tóm Source Perrier, công ty nước khoáng hàng đầu thế giới. Năm 2002, Nestle tiếp tục ký một thỏa thuận trị giá 2,6 tỷ đô để mua lại nhà máy sản xuất đồ ăn nhẹ của Hot Pockets và Toaster Pizza. Những vết đen trong lịch sử huy hoàng. Năm 1976, nội dung tiếp thị sản phẩm sữa của Nestle ở các nước đang phát triển bị cáo buộc có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao ở trẻ sơ sinh. Sau 7 năm bị tẩy chay ở hầu hết các nước đang phát triển, Nestle đã đồng ý thay đổi hoạt động tiếp thị của mình theo quy định của WHO về sữa bột dành cho trẻ sơ sinh. Một báo cáo năm 1998 của UNICEF cho biết, trẻ em từ Mali và Burkina Faso đã bị những kẻ buôn người bắt đi làm việc tại Ivory Coast. Những lao động tí hon này đã phải bán mạng làm việc tại các nhà máy sản xuất sô-cô-la lớn trên thế giới. Theo một cuộc điều tra của tờ New York Times, hơn 15.000 nô lệ trẻ em đã được phát hiện đang làm việc trên đồi cao ở Ivory Coast. Năm 2007, Canada lên tiếng xác nhận một cuộc điều tra về việc ấn định giá trong ngành công nghiệp sô-cô-la. Nestlé Canada sau đó đã phải giải quyết một vụ kiện tập thể, phải bồi thường lên đến 9 triệu đô nhưng vẫn không nhận lỗi. Năm 2008, Hồng Kông phát hiện chất hóa học công nghiệp melamine trong sữa của Nestlé tại Trung Quốc đã gây tổn thương hơn 50.000 trẻ em, khiến ít nhất 4 trẻ tử vong và công ty này buộc phải thu hồi sản phẩm trên toàn cầu. Áp lực thay đổi. Đứng trước những khủng hoảng cũng như sự cạnh tranh khốc liệt, trong nhiều năm qua, Nestlé đã không ngừng thay đổi và lớn mạnh. Hiện nay, Nestlé đang sở hữu hơn 2.000 thương hiệu trên khắp thế giới. Công ty này đang nỗ lực đáp ứng những thay đổi trong khẩu vị từng khu vực. Tại Hoa Kỳ, doanh số sô-cô-la đang giảm dần do người dân càng ngày càng quan tâm đến việc ăn uống lành mạnh hơn. Do đó, Nestlé đang tìm cách thúc đẩy lại doanh số bánh kẹo tại quốc gia này. Ngoài ra, áp lực của Nestlé còn đến từ phía các nhà đầu tư. Quỹ đầu tư hưu trí Daniel S. Loeb đã kêu gọi công ty này bán cổ phần tại L'Oreal và một số cổ phần không cần thiết khác. Khi nhu cầu mua hàng trực tuyến ngày càng tăng lên, các nhãn hiệu thực phẩm cổ như Nestlé đang có nguy cơ đình trệ. Nestlé bây giờ cần phải cạnh tranh với nhu cầu ngày càng tăng hơn về thực phẩm hữu cơ và thực phẩm tươi. Mới đây, hãng báo cáo mức tăng trưởng tự thân đạt 3,6% trong nửa đầu 2019. Mỹ và Brazil dẫn đầu với mức tăng trưởng nội bộ thực tế. Tổng doanh số bán hàng tăng 3,5% từ 44,2 triệu đô lên 45,8 triệu đô. Gần đây, cái bắt tay với Starbucks cũng được xem là một trong những thành công lớn của Nestlé. Hãng đang thể hiện sự quyết tâm trong việc mở rộng thị trường ra bên ngoài những sản phẩm không phải là thế mạnh của mình. Dự kiến trong cả năm 2019, tăng trưởng doanh số tự thân của Nestlé sẽ đạt 3,5% và tỷ suất lợi nhuận qua các giao dịch sẽ đạt hoặc trên 17,5%. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!